người dân Indonesia gửi lời cảm ơn đến VTV Việt Nam vì cho họ xem trực tiếp bóng đá SEA Games 32 miễn phí. Các bạn thân mến, trên mạng ASEAN Football đã đăng tải một bài viết có nội dung như sau. Chỉ trong vài giờ, hơn 2,5 triệu người đã xem trận chung kết bóng đá nam SEA Games 2023 giữa Thái Lan và Indonesia trên kênh YouTube của đài truyền hình Việt Nam VTV. Đỉnh điểm có 1,8 triệu người xem trực tiếp. Tại SEA Games 2023, bên cạnh 16 môn thể thao được phát sóng trực tiếp bởi nước chủ nhà Campuchia, đài truyền hình Việt Nam cũng đã phát sóng trực tiếp các môn khác miễn phí trên các nền tảng như YouTube, Facebook, TikTok. Sau khi bài viết này được đăng tải thì đã thu hút hàng ngàn tương tác của cổ động viên Đông Nam Á. Đến thời điểm hiện tại, video phát trực tiếp trận chung kết bóng đá SEA Games đã thu hút được 14 triệu lượt xem và tương tác khủng của người dân Indonesia. Tại sao người dân Indonesia lại kéo nhau sang VTV để xem mà không phải là trên TV của nước họ? Thì có một số lý do được người Indo đưa ra như sau. Đó là xem VTV thì được phát sóng trực tiếp miễn phí. Nó không giống như đài truyền hình Indo, phải trả tiền và có rất nhiều quảng cáo. Nhưng đường truyền lại kém ổn định. Xem trên mạng thuận tiện hơn vì ai cũng có thể theo dõi được. Sau đó, người dân Indo đã gửi lời cảm ơn đến Việt Nam và VTV vì đã tạo điều kiện cho những người khó khăn của Indo được tiếp cận với trận chung kết lịch sử bóng đá của họ. Vậy người dân Indonesia đã nói gì thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé! VTV nên chiếu phim truyền hình của Indonesia thì sẽ được 10 triệu view trên mỗi tập. Tôi đang xem hầu hết các trận SEA Games trên kênh Việt Nam. Cảm ơn truyền thông Việt Nam! Ở đất nước chúng tôi, cái gì cũng thương mại hóa anh em ạ. Chủ nghĩa dân tộc không áp dụng cho người ủng hộ chính thống. Cảm ơn VTV vì đã trực tiếp trận đấu miễn phí, trong khi đất nước của tôi, họ chỉ nghĩ đến tiền. Yêu VTV Việt Nam, mặc dù tôi có thể xem trên TV, nhưng YouTube linh hoạt hơn. Tôi thực sự tôn trọng các bạn đã cho chúng tôi xem trận đấu miễn phí. Vì không phải tất cả người dân Indonesia đều có quyền truy cập để xem trên TV. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xem TV ở Indonesia rất tốn kém và độc quyền. Thực tế, bạn có thể xem trên nền tảng ACTI+, nó miễn phí mà. Nhưng YouTube có nhiều tiềm năng hơn để cho ai cũng có thể xem được và nó đã quen thuộc trong tất cả mọi người. Chúng ta phát sóng trên đài truyền hình là một việc thật ngu ngốc vì người dân không thể xem được từ xa, trong khi người dân Indonesia của chúng ta là người đóng góp lớn nhất cho ASEAN. Tôi không thích tải ACTI+ để xem. Ai biết được những gì chiếu trên ACTI+ khác với những gì chiếu trên TV không? Thực tế là như nhau, các chương trình phát sóng thể thao không cố định vào thời gian vì chỉ một số môn thể thao mới được phát sóng trên AC. Tốt hơn hết là xem TV, từ 9 giờ đã có giữa các đấu trường với nhiều nội dung thể thao. Nhưng tôi thích xem trên YouTube của Việt Nam để tìm kiếm những chương trình của các vận động viên Indonesia. Họ hoàn thiện hơn, hầu hết mọi thứ đều được phát sóng. TV của tôi đang bị hỏng, tôi cố gắng xem trực tiếp bằng Chrome, nhưng tốc độ không được mượt mà nên tôi thường xem trực tiếp ở YouTube và Facebook. Cảm ơn VTV, phát sóng hay nhất. VTV là tuyệt vời nhất. Thật khâm phục chính phủ Việt Nam, họ phát sóng miễn phí trong khi ở Indonesia chúng tôi phải trả tiền. Điều này rất xấu hổ cho các truyền thông ở Indonesia vì họ tham tiền, không quan tâm đến tiến bộ của đất nước. Ở đây tại Việt Nam, các kênh truyền hình chính và hay nhất đều phát sóng miễn phí cho tất cả công dân. Ngay cả World Cup, chúng tôi cũng không phải trả tiền. Kênh truyền hình chỉ kiếm tiền bằng quảng cáo mà thôi. Ok, tôi sẽ chuyển đến Việt Nam. Bởi vì không phải tất cả người dân Indonesia đều có quyền truy cập để xem trên TV, rất cảm ơn VTV rất nhiều. Quá đúng, vì ở đây tất cả đều phải trả tiền. Cảm ơn VTV rất nhiều. Nghiêm túc mà nói thì VTV là của riêng Việt Nam, nhưng tôi đang xem trên VTV YouTube tối qua. Làm tốt lắm Việt Nam, chúc mừng Indonesia. Cảm ơn Việt Nam và VTV từ Indonesia. Hy vọng VTV Việt Nam sẽ chiếu trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam tại AFC Asian Cup. Một trong những người xem đó có tôi. Cảm ơn VTV, tôi không thể phân biệt được tiếng Việt và tiếng Thái, nghe cũng giống nhau. Cảm ơn VTV từ Indonesia. Chính phủ chặn kênh của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn có thể xem trên kênh của bạn. Có thể gần như người xem trên YouTube của VTV là người nước ngoài, vì người Việt thích xem trên TV hơn, vì nó ổn định và rõ ràng hơn. Mặc dù tối qua Việt Nam không tham gia trận chung kết, nhưng nhiều người Việt Nam vẫn xem TV và ủng hộ cho cả hai đội. Cảm ơn VTV đã cung cấp cho chúng tôi những trận đấu trực tiếp miễn phí hấp dẫn.
Cảm ơn Việt Nam vì bạn muốn giúp chúng tôi, những người Indonesia khó xem được trên TV, bạn đã cho xem miễn phí, cảm ơn. Indonesia có rất nhiều người hâm mộ đá bóng, chúng tôi cuồng bóng đá, bảo sao đêm chung kết khán giả Indonesia và Thái Lan khá đông. Cảm ơn VTV, chỉ là nước mình hay bị hạn chế xem nhưng không sao. Ở Việt Nam, gần như các sự kiện lớn và uy tín như thế này được phát trên YouTube miễn phí nên họ không trả tiền gì cả, chỉ kết nối Internet thôi. Mặc dù tôi không biết ngôn ngữ của họ nhưng tôi thích nó, cảm ơn truyền thông Việt Nam. Người Việt Nam nhận được sự tôn trọng từ người Indonesia chúng tôi, họ đã phát sóng trận đấu Indonesia gặp Thái Lan trên kênh YouTube VTV chính thức của họ, trong khi chúng tôi phát trực tiếp chủ yếu bằng web đánh bạc. Tôi đã xem VTV trên YouTube tối qua, cảm ơn VTV. Cảm ơn VTV phát sóng trận cầu miễn phí, chứ không phải TV ở Indonesia, luôn phải trả tiền. Hầu như cả ASEAN đều xem trận đấu này cùng nhau. Rõ ràng, cả gia đình hoặc nhóm 5 đến 30 người có thể chia sẻ một màn hình, vì vậy con số thực sự có thể lên đến 5 đến 8 triệu người. Chào Việt Nam, cho chúng tôi xem livestream miễn phí, không chỉ đá banh mà còn sự kiện khác tại SEA Games, Kudo, v.v. Chúng ta hãy đóng góp cho VTV để mang lại một trận đấu tuyệt vời cho tất cả. VTV hay lắm. VTV hay nhất, cung cấp xem miễn phí trên YouTube mà không bị chặn. Có lẽ điều này chỉ xảy ra trên các nền tảng thuộc sở hữu của người Việt. Đài truyền hình Việt Nam đã giành huy chương vàng phát sóng SEA Games 2023 từ tất cả các phương tiện truyền hình hiện có. Cảm ơn Việt Nam. Cảm ơn VTV từ Indonesia, tôi có thể xem bình yên mà không bị gián đoạn. Bởi vì khán giả xem trực tiếp là người Indonesia, không có khán giả Indonesia, VTV sẽ không đạt được điều đó. Khán giả Indonesia đã đạt 23 triệu người xem trên một kênh, sức mạnh của cộng đồng mạng Indonesia, người cai trị của ASEAN. Sự tiến bộ của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, chúng tôi chân thành khuyên bạn, chỉ cần bạn có kênh, đừng quên chia sẻ với chúng tôi. Nếu chia sẻ với một số người Việt thì không đủ, thế giới cũng biết đến thị trường Internet lớn nhất thế giới, đặc biệt là Indo. Này người anh em, tôi có một ý này, sau trận này nên phát sóng toàn bộ trận của Indonesia trên VTV, chúng tôi yêu VTV sau tất cả, tôi sẽ giúp bạn tăng view từ Indonesia và bạn được hưởng lợi. Thế nào, nghe thú vị nhỉ? Nhân tiện, đây không phải VTV mà là Our TV, cảm ơn Việt Nam rất nhiều. Cảm ơn VTV, truyền hình trực tiếp phát trên mạng truyền hình quốc gia của tôi chập chờn quá, nó quá chậm. Cảm ơn VTV vì buổi phát sóng trực tiếp ở YouTube. Ở Indonesia, xem đá banh thì phải trả tiền, và nếu không thì phải lên web xem, nhưng có quá nhiều quảng cáo. Đó là bình luận của người dân Indonesia trên trang ASEAN Football. Sau đây chúng ta sẽ đến với YouTube nhé. Cảm ơn VTV5, nhờ có bạn mà chúng tôi được xem trực tiếp bóng đá, vì các đài truyền hình ở nước tôi bị hạn chế phát sóng. Cảm ơn Việt Nam rất nhiều vì đã phát sóng trực tiếp SEA Games như năm ngoái. Chúng tôi ở Philippines thực sự đánh giá cao nó. Cảm ơn VTV Thể thao, nhờ có đài truyền hình của bạn mà người hâm mộ Indonesia chúng tôi có thể thưởng thức các chương trình trực tiếp. Bởi vì ở nước tôi, việc phát sóng SEA Games đã bị cấm bởi các đài truyền hình tư bản tư nhân. Người Indonesia chúng tôi cảm ơn những người đã phát sóng trận chung kết. Bởi vì ở Indonesia, nó chưa bao giờ được phát sóng trên YouTube. Một lần nữa tôi cảm ơn VTV. Cảm ơn VTV vì buổi phát sóng, chưa bao giờ tôi lại cười nhiều như thế. Hay còn hơn xem táo quân về thách thức danh hài. Cảm ơn kênh Việt Nam VTV đã cung cấp miễn phí trận chung kết trực tuyến này. Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã trở thành nhà vô địch trong sự kiện SEA Games Campuchia lần thứ 32. Xin chân thành cảm ơn VTV đã phát sóng trận đấu này trên YouTube. Đồng thời xin chúc mừng Việt Nam đã dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương. Ơn trời, Indonesia cuối cùng đã giành huy chương vàng bóng đá. Ơn trời, tôi có thể xem truyền hình Việt Nam mà không bị kiểm duyệt. Cảm ơn VTV Việt Nam đã truyền hình trực tiếp. Cảm ơn giới truyền thông từ Việt Nam đã hỗ trợ cho sự kiện SEA Games 2023, luôn giành thành công trong tương lai, không ngừng cung cấp các sự kiện như thế này. Hẹn gặp lại vào năm sau 2025. Đó là một số bình luận của người dân Indonesia. Ngoài ra còn có rất nhiều bình luận khác nữa. Đó là nội dung của video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.